toàn thể tất cả các bạn, chào mừng các bạn ngày hôm nay đã đến với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình đang đứng ở đây là trung tâm của thành phố Buôn Ma Thuột, là tên thường gọi là ngã 6 nha các bạn nhé. Ngã 6 thì các bạn cũng đã hình dung ra tại vì nó có 6 ngã nha các bạn nhé. Mời các bạn cùng đi vòng vòng tham quan cái ngã 6 này với mình. Với lại ngày hôm nay nó có một cái điều đặc biệt nữa là cái liên hoan văn hóa cồng chiêng của dân tộc Tây Nguyên. Mình cũng muốn đem cái văn hóa cồng chiêng của Tây Nguyên đem đến cho các bạn xem ha các bạn ha. Mời các bạn theo mình. Phía trước của mình đây là cái đài truyền hình của đài phát thanh viên truyền hình tỉnh Đắk Lắk các bạn nhé. Đây là đường Nguyễn Tất Thành các bạn ơi. Đường này là Nguyễn Tất Thành, con đường lớn nhất của thành phố Buôn Ma Thuột và cũng là con đường đẹp nhất luôn các bạn ạ. Nó rất là nhiều đèn led luôn. Nó cũng là cái đầu của quốc lộ 26 luôn các bạn ạ. Giao quốc lộ 26, quốc lộ 14 luôn các bạn ơi. Và phía bên tay trái màn hình mình dần dần qua đây là nhà thờ Chánh Tòa các bạn ạ. Nhà thờ Chánh Tòa thì bây giờ cũng sắp tới cái Tết Noel rồi các bạn ơi. Thì bây giờ nhà thờ mới sửa sang và làm những cái đèn led trang trí rất là đẹp luôn. Nhà thờ Chánh Tòa đây có từ rất là lâu đời rồi các bạn ơi. Thì theo như các cụ kể lại thì chắc có lẽ là nó có cái năm tuổi là cũng khoảng là mấy chục năm rồi, 6-70 năm, gần 100 năm rồi các bạn ơi. Nhà thờ Chánh Tòa đây nó còn có cái tên là Giáo xứ Thánh Tâm nhé các bạn nhé. Rồi qua bên phía bên này thì là cái khách sạn Sài Gòn Quan Mê rất là cao các bạn. Hầu như là cao nhất ở cái trung tâm của thành phố Buôn Ma Thuột lúc bây giờ luôn các bạn ạ. Đây rất là cao. Qua bên này thì chắc có lẽ cái hình ảnh của tượng đài chiến thắng của người dân Buôn Ma Thuột chắc có lẽ là các bạn nào đã đi qua đây các bạn cũng đã từng biết rồi. Đó là một chiếc xe tăng ghi lại cái dấu ấn chiến thắng của lịch sử năm 1975. Phía trên cái xe tăng đó là những chiến sĩ và các anh em dân tộc đã giải phóng. Đó là biểu tượng chiến thắng các bạn ạ. Phía sau cái tượng đài xe tăng đó là bưu điện nhé các bạn nhé, bưu điện của tỉnh. Và còn phía sau đó nữa là cái điện lực EVN của tỉnh Đắk Lắk luôn các bạn ạ. Công ty điện lực lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk luôn. Còn bên này là trung tâm văn hóa tỉnh Đắk Lắk. Thì ngày hôm nay sẽ diễn ra cái lễ hội liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên các bạn ạ. Bây giờ là cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Trong đây thì đang là cái liên hoan văn hóa cồng chiêng của tỉnh Đắk Lắk các bạn ạ. Rất là nhiều anh em dân tộc tới đây biểu diễn văn nghệ văn hóa cồng chiêng. Và các bạn cùng theo mình đi vô đây để coi. Quý vị khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả, chúng ta cùng thưởng thức các tiết mục xuất sắc tại liên hoan. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục trích đoạn lễ cưới của dân tộc Mân Âu Ra, nghi lễ lễ hội qua phần biểu diễn của thầy cúng cô dâu chú rể đội chiêng đội múa huyện Lắk. Tiết mục mừng lúa mới diễn tấu chinh rô và múa qua phần biểu diễn của nữ Ê Đê Bí qua phần biểu diễn của huyện Krông Anna.
tiết mục Bơ Bơ Ama Cao Nao Ami, hát dân ca đệm chiêng đồng phụ họa qua phần biểu diễn của Siêu Y Anh Nay Huy đến từ huyện E Leo. Tiết mục Chiriria diễn tấu chiêng đồng Buôn Cô Ê Mông xã Đăng Cang, huyện Krông Bông. Tiết mục Đam Proc dân vũ qua phần biểu diễn của toàn đoàn huyện Krông Năng. Tiết mục Rai E thác nước diễn tấu chiêng đồng do đội nghệ nhân nam và nhóm múa thị xã Buôn Hồ biểu diễn. Tiết mục bài Mờ Đông Đam cuộc đời chàng dũng sĩ giàu có kể khan lời cổ đẹp đinh quốc qua phần biểu diễn của Yvonne Kunun tới từ đoàn đơn vị thành phố Buôn Ma Thuột. Tiết mục chiêng đồng đón khách qua phần biểu diễn của đội chiêng huyện EK. Và cuối cùng là tiết mục hòa tấu chiêng đinh pơng qua phần biểu diễn của top nghệ nhân huyện Chư Mờ Ga. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. ดำเนินการควบคุมกันมาให้เป็นควบคุมยังคงยังอยู่ทุกอย่างต้องตักแม่ยิ่งสักครั้งเป็นชิ้นแต่สัตว์อันเดียบรักกันยังแต่ฟังกันยอดดับบอกกันกรองนอเอียดตักเติมเนื้อควบคุมแม่ดักกูจูซาปานตุกุติบยาอุนบอยาบอสุนนอนลงมองลงกันไม่จริงควบคุมแม่จริงดูจริงใส่ต้องตักอันนี้ยิ่งสักครั้งเป็นชิ้นแต่สัตว์ควบรายยังลังเชิญควบคุมยิ่งยิ่งควบคุมชอบเป็นแม่ Thank you.
Thank you.
Mình tới đây cũng đã kết thúc rồi các bạn ơi, vì thời gian cũng rất là hạn hẹp. Chúc các bạn một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Các bạn xem kênh nhớ ủng hộ mình, nhớ like và subscribe kênh cho mình nhé. Xin thân ái tạm biệt tất cả các bạn.